Chương 1041, Tạ Lễ, một Tô tính rất không vừa mắt cái gọi là danh túc giang hồ như Tư Mã Viêm. Nói trắng ra, loại người như hắn chính là kẻ cậy già lên mặt, ỷ vào chút uy thế trước kia của mình trên giang hồ nên giả thanh cao, dáng vẻ suy nghĩ vì mọi người. Kết quả cuối cùng là bọn họ tìm đủ danh vọng, kết quả hai bên kết thù càng sâu, cuối cùng thậm chí là không chết không ngớt, không cách nào thu thập. Cho nên cho dù nhìn thấy Tư Mã Viêm tức giận ngập trời, Tô Tín cũng chỉ cười lạnh một tiếng, hàng băng đại thủ ấn oanh kích, trực tiếp ngăn cản trước mặt tư mã viêm, không cho hắn tiếp viện hai người Thôi Gia. Chân khí của Tô Tín lúc trước giết những người kia của Thôi Gia đã tiêu hao gần hết, hiện tại cho dù đã khôi phục một ít, hắn cũng không dám như trước vận dụng đại lượng chân khí điên cuồng và không kiên nể gì. Cho nên hắn không có ý định trực tiếp đánh bại tư đồ viêm, hắn chỉ cần có thể tạm thời ngăn chặn tư đồ viêm một thời gian ngắn là đủ. Đối với Tô Tính hiện tại, hắn đã giao thủ với không ít võ giả dung thần cảnh, hoặc là nhân vật gia chủ thế lực đỉnh cấp. Nhưng so sánh với bọn họ, Tư Mã Viêm vốn xuất thân tán tu, hơn nữa hiện tại đã già nên không thể làm gì được hắn. Lấy một địch hai, thực lực thôi phán quan trực tiếp phát huy đến đỉnh phong. Trong mắt hắn lộ ra một tia lạnh lùng, phán quan bút trong tay động đến u minh, một bút này biến phạm vi hơn 10 dặm hóa thành quỷ vực đáng sợ. U Minh sinh tử phán, hoàn tuyền lại tương kiến. Phán quan bút vừa đánh tới, Thôi Nam Đình cảm giác khí huyết bản thân bắt đầu không bị chính mình khống chế, cuối cùng bỗng nhiên sôi trào và chảy vào trong phán quan bút của Thôi Phán Quan. Dưới một bút này, máu tươi toàn thân Thôi Nam Đình bị vẽ ra, khí tức bản thân Thôi Nam Đình bắt đầu suy sụp, cuối cùng hắn hóa thành thay khô ngã xuống đất. Trang diện khủng bố tới cực điểm thôi gia chủ thôi nam định đang tráng niên cũng không đánh bại thôi phán quan càng không cần nói võ giả dung thần cảnh thôi gia còn lại có thể ngăn cản một đấu một thôi phán quan chỉ dùng hơn 10 chiêu là đánh chết hắn trận chiến này qua đi nguyên thần cảnh thôi gia bị tiêu diệt toàn bộ lúc tư mã viêm nhìn thấy cảnh tượng này liền không đành lòng hắn biết rõ nếu mình trốn đi những người còn lại của thôi gia sẽ không thoát khỏi cơn thịnh nộ của thôi phán quan và bị tàn sát hắn cũng biết thực lực của mình như thế nào, cho dù hắn muốn cứu, dùng thực lực của hắn trước mặt thôi phán quan chẳng khác gì bò ngựa đá xe. Cho nên tư mã viêm nhìn thấy cảnh này liền quay người bỏ chạy, không hề trộn rộn vào chuyện này. Nội lực tô tính không đủ, cũng không có ngăn trở, hắn chỉ lộ ra một tia khinh thường. Tuy tư mã viêm không tính là ngụy quân tử, nhưng lại không phải chân anh hùng. Nếu ngươi thật muốn cứu người thôi gia, vậy ngươi có năng lực liều cả tính mạng của mình đi đáng tiếc tư mã viêm không dám cuối cùng vẫn lựa chọn chạy trốn tư mã viêm vừa đi kết cục các đệ tử thôi gia là gì thì không cần phải nghĩ những người võ lâm chung quanh lập tức xoay người rời đi sợ tiếp tục lưu lại nơi này thôi phán quan đáng tức giận sẽ giận chó đánh mèo sở giang vương ngươi dẫn nguyệt linh rời đi trước ta sẽ đi sau tôi tín hiểu thôi phán quan có ý gì hắn không muốn con gái mình nhìn thấy một mặt hung tàn của hắn lúc đồ sát đệ tử thôi gia Tô Tín gật gật đầu, trực tiếp mang theo Thôi Nguyệt Linh rời đi. Sau khi bọn họ rời khỏi Thôi Gia hơn 10 dặm, Tô Tín dừng lại, hắn đứng nguyên tại chỗ chờ Thôi Phán quan đến. Thôi Nguyệt Linh nâng gương mặt nhỏ nhắn nhìn Tô Tín và hỏi, một, tiền bối, vì sao phụ thân ta chưa đến? Tô Tín nói khẽ, hai, không nên gấp gáp, hắn sẽ tới ngay. Thôi Nguyệt Linh lại cúi đầu xuống, không biết suy nghĩ cái gì. Thôi phán quan không muốn Thôi Nguyệt Linh nhìn thấy những chuyện này nhưng nàng lại không phải người ngu, nàng sớm đoán được Thôi Phán Quan muốn làm gì. Đối với Thôi Nguyệt Linh, trên thế giới này trừ mẫu thân đã qua đời, nàng chỉ còn lại phụ thân mà thôi. Đối với nàng, Thôi Phán Quang là Thôi Đạo Hằng bị người Thôi Gia Sĩ Nhục hay Thôi Phán Quan tay nhiễm vô số máu tươi, mà diễm ngập trời đều là phụ thân của nàng. Không tới một phút Thôi Phán Quang cũng đã đến, trên người hắn không có chút máu tươi nào, hiển nhiên trước khi đến đã bị hắn xử lý sạch sẽ. Tô tính truyền âm nói, không có giết toàn bộ. Thôi gia lúc trước thân là một trong lục đại thế gia nên có không ít người. Người có huyết mạch Thôi gia có trên vạn người. Những người này xếp hàng chờ Thôi phán quan giết thì hắn cũng không thể giết nhanh như vậy. Thôi phán quan im lặng suốt nửa ngày, gật đầu nói, tối cường phản phái hệ thống phong Thất Nguyệt. Chương 1042 tạ lễ hai tất cả võ giả trên hậu thiên của thôi gia đều bị ta giết những người còn sống giống như chó nhà có tan không sao tô tín gật gật đầu không nói thêm lời nào tình huống của thôi phán quan không giống với hắn tô tín không có chút tình cảm nào với tô gia ngược lại là đại địch sinh tử của hắn nếu như tô tín có năng lực diệt tô gia hắn sẽ không do dự làm tô gia gà bay chó chạy thôi gia là nơi nuôi lớn thôi phán quan chấn hưng thôi gia cũng là hy vọng cả đời của phụ thân thôi phán quan hiện tại thôi phán quan muốn triệt để phá hủy nó hắn thật sự không thể hạ tay được chuyện này với thôi phán quan cũng là chuyện tốt hắn áp lực quá lâu hôm nay dãy dụ trói buộc triệt để không còn bị áp chế có thể nói nhất phi trùng thiên dương thần có hy vọng hôm nay phải cảm tạ ngươi nếu không có ngươi chỉ sợ đừng nói diệt toàn bộ thôi gia chỉ sợ ta muốn thoát thân cũng không dễ dàng thôi phán quan không phải lấy lòng tô tín mà là nói thật nếu không có tô tín ra tay đánh chết tên võ giả dung thần cảnh thôi gia và một đám võ giả hóa thần cảnh tiêu gia sẽ không lui tuy tiêu doanh nghiễm không nổi danh trên giang hồ nhưng chỉ bằng đối phương là người tiêu gia thực lực của hắn không tính là yếu mình muốn mang người thoát thân trong tay năm tên võ giả dung thần cảnh sợ rằng cũng phải trải qua ác chiến tô tín khoác khoác tay nói một không cần cảm tạ đều là người địa phủ các ngươi giúp ta không phải một hai lần thôi phán quan gật gật đầu cũng không có nói thêm cái gì hắn cầm một tờ giấy giao cho tô tín phía trên vẽ một thanh tàn kiếm thanh kiếm này kiểu dáng rất hoa lệ chui kiếm có hình đầu rồng miệng rồng nuốt thân kiếm thân kiếm thiếu một phần ba một đây là vật gì tô tín hỏi thôi phán quan nói hai xem như tạ lễ của ta thanh kiếm gãy này tên là đoạn long có quan hệ với cửu trọng kiếm cát. 3. Hiện tại đã tìm được chính chui chìa khóa cửu trọng kiếm cát. Nghe nói người chế tạo chính thanh chìa khóa cửu trọng kiếm cát ngày xưa đã từng có một thanh kiếm xuất hiện sai lầm, làm cho chui kiếm bẻ gãy, không thể làm chài khóa, cho nên những người kia lại đúc thêm một thanh. 4. Thanh đoạn lông này chính là chìa khóa bị gãy lúc trước, bị hậu nhân cửu trọng kiếm cát mang ra, vẫn truyền lưu đến nay. Một, không ai biết tình huống trong cửu trọng kiếm các hiện tại thế nào, nhưng có thể nghĩ bên trong có không ít hung hiểm. Hai, Những người cửu trọng kiếm các ngày xưa mang theo chui kiếm gãy ra khỏi cửu trọng kiếm các. Thứ này chắc chắn không phải phế vật, mà là có dịu dụng nào đó, nói không chừng sẽ chiếm được chút tiên cơ khi thăm dò cửu trọng kiếm cát. 3. Hiện tại cái thanh đoạn lông này đang ở trong tay thế lực nhị lưu đang hỏa kiếm các ninh gia tại Giang Nam Đạo, ta muốn đoạt thanh kiếm này cho mình dùng, hiện tại ngươi cầm đi đi. Tô tín gật gật đầu, hắn cũng không sĩ diện cải láo từ chối. Nếu người trong địa phủ muốn nhờ người ra tay, nhất định phải trả thù lao, cho dù là địa tạng vương cũng không thể ngoại lệ. Nếu như việc nhỏ có thể không quan tâm, giống như huyền quan lần trước muốn giết tô tín. Trừng ác phán quan vương ngọc đến thông tri. Hiện tại tô tín lại giúp thôi phán quan chém giết một tên võ giả dung thần cảnh và hơn 10 tên võ giả hóa thần cảnh, giúp thôi phán quan một đại ân, thôi phán quan nhất định sẽ trả thù lao đủ phân lượng tranh đoạt cửu trọng kiếm các chính là đại sự thứ này còn trân quý hơn phượng huyết hư vô mờ mịt do tô tín tạo ra rất nhiều đến lúc đó cường giả chân vũ cảnh như địa tạng vương cũng sẽ ra tay tô tín có thể chiếm được tiên cơ trong đó có thể đạt được chỗ tốt rất lớn một đúng rồi kế tiếp ngươi chuẩn bị mang theo con gái của ngươi đi đâu tô tín hỏi thôi phán quan suy nghĩ và nói Hai, ta chuẩn bị dẫn theo Nguyệt Linh đi địa phủ xem một chút, ta đã cầm được đan phương bí truyền của Thôi Gia, tự ta có thể cung cấp đủ tinh huyết. Một, Luân Chuyển Vương không chỉ có am hiểu thiên cơ thuật số, hắn cũng am hiểu luyện chế đan dược, cho nên ta muốn mời hắn ra tay giúp Nguyệt Linh luyện chế đan dược đủ tốt, triệt để chữa tốt thiếu hụt huyết mạch của nàng, sau đó cho nàng tu luyện trong địa phủ tới tu vi nhất định lại đi ra. Tô tính gật gật đầu, một, như vậy rất tốt, đã như thế ta liền đi trước dù sao ta cũng được thôi gia mời tới tham gia hôn lễ ta rời khỏi tầm mắt mọi người quá lâu khó bảo toàn sẽ không bị người ta hoài nghi sau khi nói xong tô tính liền quay người rời đi thôi phán quan nhìn bóng lưng tô tính rời đi liền thở dài một hơi có lẽ chuyện chính xác nhất trong đời hắn là tiến cử tô tính vào địa phủ lúc trước thôi phán quan tiến cử tô tính vào địa phủ với nguyên nhân rất đơn giản bởi vì khi đó địa phủ đã cảm giác được chính mình kém thiên đình cho nên chuẩn bị bồi dưỡng võ giả thế hệ trẻ làm lực lượng trung kiên chân chính của địa phủ chính vào thời điểm này tô tín mới chính thức tiến vào quan trong mắt thôi phán chỉ có điều thôi phán quan lúc trước muốn bồi dưỡng tô tín trở thành thành viên vòng ngoại của địa phủ hắn cũng không nghĩ tới tô tín lại gây ra động tĩnh lớn trong gian nam đạo như vậy cuối cùng thậm chí làm cho địa tạng vương đại nhân tự mình mở miệng phá lệ cho hắn thành thành viên vòng trong chân chính sự thật chứng minh cho dù hắn hay địa tạng vương đều không có nhìn lầm, tốc độ phát triển của Tô Tín vượt quá bọn họ đoán trước. Lúc này mới qua vài năm, ngay cả võ giả dung thần cảnh tầm thường đối mặt với Tô Tín cũng không có nắm chắc, không biết chừng qua một thời gian, Tô Tín có thể bình khởi bình tọa với hắn. Tối cường phản phái hệ thống phong thất nguyệt. Chương 1043 hiện trạng lục phiến môn gian nam đạo, một, sau khi rời khỏi thôi phán quan, tô tính trực tiếp khôi phục dung mạo của mình và lẫn vào giữa đám người. Lúc này những võ giả đang xem cuộc chiến bên ngoài nhìn thấy khí tức thôi phán quan biến mất, lúc này liền muốn xem tràn cảnh của thôi gia. Kết quả mọi người đẩy cửa thôi gia nhìn vào trong liền lắc đầu, thảm, quá thảm. Võ giả trên cảnh giới hậu thiên đều bị chém giết, về phần những người còn lại đều bị dọa ngây ngốc. Từ hôm nay về sau, đoán chừng sẽ không còn thế lực võ lâm thôi gia. Người tiêu gia cũng quay lại liếc mắt nhìn. Huyết mạch dòng chính thôi gia cũng đã chết hết, chỉ còn lại một ít tộc nhân huyết mạch chi thứ, bọn họ tự nhiên không có hứng thú quản. Lúc này tiêu hoàng lại tiến tới bên người tô tính và nói, một tô đại nhân, chẳng lẽ triều đình mặc kệ không quản chuyện lớn như vậy sao? Tô tính cười lạnh một tiếng nói, hai, tự gây nghiệt không thể sống, không phải bất cứ chuyện gì trên giang hồ đều có công luận, nếu triều đình cũng quản cả ân oán trong gia tộc như thế này triều đình cũng quá mức rảnh rỗi rồi tiêu hoàng hơi nghi ngờ nhìn hắn vừa rồi hắn không có nhìn thấy tô tín loại trường hợp này tô tín bỗng nhiên ít xuất hiện làm cho hắn cảm thấy không đúng hiện tại tô tín đã nói hắn không muốn xen vào chuyện này cũng hợp lý dù sao thôi gia cũng không phải thế lực triều đình đừng nói thôi phán quan tàn sát một thôi gia cho dù tàn sát một trăm thôi gia cũng không có chút quan hệ gì với triều đình Kỳ thật phương thức làm việc của Tô Tính rất đơn giản, chính là một câu, không lợi không dậy sớm. Tô Tính không có chỗ tốt gì trong việc này, cho nên hắn trốn sang một bên âm thầm xem náo nhiệt. Thăm dò Tô Tính hai câu, Tiêu Hoàng liền dẫn một đám người tiêu gia mặt đen rời đi. Lần này tiêu gia bọn họ ăn thiệt thòi lớn nhất, căn bản chính là tai bay và gió. Đi một chuyến tay không còn chưa nói, còn ném mặt mũi tiêu gia. Sau khi kết thúc việc này, tôi tính lập tức đi tìm tập sự mật thám địa phương và trực tiếp truyền tin tức này ra ngoài người địa phủ không dễ dàng ra tay mỗi một lần ra tay đều có thể khiếp sợ võ lâm mấu chốt nhất lúc trước người địa phủ ra tay cũng sẽ ra tay ở nơi bí mật hơn nữa thân phận của người địa phủ là một bí ẩn ai cũng biết bọn họ nhất định là võ giả trên giang hồ nhưng giang hồ lớn như vậy ai biết bọn họ là người nào lần này thôi phán quan hiển lộ thân phận trước mặt mọi người có thể nói là lần duy nhất có thành viên chính thức bạo lộ ra ngoài từ khi địa phủ thành lập đến nay nhưng việc này cũng làm cho thế lực võ lâm nghi thần nghi quỷ đối với một ít thế lực lớn bọn họ đều biết sự tồn tại của địa phủ và thiên đình có người cũng hoài nghi bên cạnh mình có người địa phủ hoặc thiên đình hay không nhưng ánh mắt của bọn họ đều đặt lên người những cường giả dù sao bọn họ cũng biết người địa phủ và thiên đình không có phế vật gần như là người đứng đầu trong cùng giai mà hiện tại bọn họ lại thay đổi phương hướng, nhìn ai giả heo ăn thịt hổ đều giống cao thủ địa phủ. Dù sao không có ai nghĩ tới, thôi đạo hằng bị người thôi gia mỉa mai cười nhạo vài chục năm lại là cường giả dung thần cảnh. Địa phủ thôi phán quan, tâm tính ẩn nhẫn như vậy làm cho trái tim người ta băng giá. Dù sao cường giả dung thần cảnh có thể mặc cho người ta dẫm dưới chân mỉa mai cười nhạo vài chục năm, đây là hành vi không phải dùng hai chữ ẩn nhẫn có thể hình dung mỗi lần những người thôi gia đang sỉ nhục thôi phán quan kỳ thật bọn họ đang múa trên lưỡi đau, vừa nghĩ tới cảnh này mọi người liền rùng mình nội tâm sợ hãi cho nên từ đó về sau tất cả thế lực võ lâm cũng bắt đầu chú ý những tồn tại không ngờ tới và ít khả nghi nhất cũng không dám tùy ý khi dễ những người yếu thế như trước kia sợ đối phương đột nhiên biến thành đại ma vương tô tính lúc này kết thúc việc nơi đây và quay về thành thịnh kinh một chuyến lần này hắn cũng nói với hoàng bỉnh thành mình đi thanh hà đạo xem lễ cho nên cũng không chuẩn bị dừng lại quá lâu thôi phán quan tặng tạ lễ cho tô tín hắn lúc nào cũng có thể cầm thanh đoạn long kiếm nhưng tô tín càng muốn nhanh chóng thu nó vào trong tay bởi vì hiện tại địa tạng vương đã bắt đầu đàm phán với người thiên đình không ai biết cửu trọng kiếm các sắp mở ra nếu ra tay muộn sẽ không kịp cho nên tô tín chuẩn bị trở về thành thịnh kinh an bại một chút sau đó quay về giang nam đạo Trước đó Tô Tín cũng phái người đi tới Giang Nam Đạo đưa tin cho Lý Phôi, bảo hắn bắt đầu động thủ. Tô Tín cũng xem tư liệu đang hỏa kiếm các ninh gia do tập sự mật thám đưa tới trước mặt. Tối cường phản phái hệ thống phong thất nguyệt. Chương 1044, hiện trạng lục phiến môn Giang Nam Đạo, hai Giang Nam Đạo có mấy trăm thế lực võ lâm lớn nhỏ, đang họa kiếm các ninh gia chỉ là một trong các thế lực nhị lưu trong đó, cho nên tôi tính đảm nhiệm tổng bộ đầu giang nam đạo thời gian rất lâu cũng không có ấn tượng về thế gia này. Dựa theo tư liệu ghi chép, truyền thừa của đan hỏa kiếm các ninh gia đã có từ lâu, lâu hơn vạn năm. Lúc trước đan hỏa kiếm các ninh gia thật sự có cường giả dương thần cảnh, đứng hàng thế lực đỉnh cấp trên giang hồ, mấy ngàn năm trước bọn họ đã suy sụp tới hiện tại, trong gia tộc cũng không có mấy cao thủ hóa thần cảnh chỉ có điều phương thức làm việc của đan hỏa kiếm các ninh gia thiên hướng về ôn hòa, bọn họ tự xưng là đan hỏa kiếm các, nghe tên là biết rõ dựa vào đúc kiếm và luyện đan mà thôi. Thuộc luyện đan của bọn họ không tệ, phương diện đúc kiếm không dưới các tông môn đúc kiếm tại ba thuộc kiếm các. Cho nên cho dù đan dược hay binh khí tại Giang Nam Đạo đều bán không tệ, hơn nữa giá cả của bọn họ rất công đạo, chỉ bằng mượn mua bán này, đan hỏa kiếm các có thể dừng chân mấy ngàn năm tại Giang Nam Đạo dù sao người khác không chọc đến bọn họ, bọn họ cũng không chọc người khác, cho nên mấy ngàn năm qua thế lực bọn họ không tăng nhiều nhưng cũng không tiếp tục suy sụp. Ngược lại xem như không tranh quyền thế. Nhưng thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, tôi tính bắt buộc phải có thanh đoạn long kiếm, nếu như bọn họ ngoan ngoãn giao ra thì không có gì, vạn nhất ninh gia không thức thời thì tôi tính cũng chỉ nói có lỗi. Lý phôi tại Giang Nam Đạo đã sắp đột phá hóa thần cảnh, đoạn thời gian trước đã truyền tới tin tức hắn xuất quan hơn nữa cho dù ông gia thiết kiếm môn và những tông môn hợp tác với tô tín cũng bị cột vào chiến xa của tô tín những tông môn thế gia này có thể gom góp vài tên võ giả hóa thần cảnh có bọn họ ra mặt dọn dẹp một đan họa kiếm các ninh gia không thành vấn đề kỳ thật chuyện này tô tín không ra mặt là tốt nhất dù sao hắn hiện tại là một trong tứ đại thần bộ dương danh thiên hạ mọi cử động sẽ gây ra chú ý lớn Lý Phôi hiện tại thân là quyền tổng bộ đầu giang nam đạo, hắn dễ dàng ra tay đối phó một thế lực nhị lưu. Nhưng tô tính tự mình rời thành thịnh kinh đi vào giang nam đạo, ra tay bị diệt một thế lực nhị lưu, như vậy cho dù là người ngu cũng biết chuyện ẩn trong đó. Đưa tới những người khác không có gì quan trọng, tô tính sợ kinh động tiêu gia. Chuyện cửu trọng kiếm các đang mang trọng đại, tiêu gia không có khả năng biết bí mật trong đó. Bọn họ nhất định có thể đoán được thứ Tô Tín hao hết tâm lực tranh đoạt nhất định là chí bảo, nói không chừng người tiêu gia sẽ chen một chân vào, không thể không phòng việc này. Sau khi trở lại thành thịnh kinh, Tô Tín giao mọi chuyện cho Hoàng Bỉnh Thành sau đó chạy tới Giang Nam Đạo. Lúc này trong lục phiến môn Giang Nam Đạo, tin tức của Tô Tín đã đưa tới đây. Bốn phó tổng bộ đầu thực quyền cao trường thanh, lục tục, triệu nhất minh, lưu hạo đã nhận được tin tức, đang chờ lý phôi xuất quan hiện tại lục phiến môn giang nam đạo có nội tình do tô tín lưu lại vẫn phát triển rất tốt lục phiến môn các đạo trong đại chu tan vỡ kỳ thật thành viên là một vấn đề lớn dù sao nội tình đại chu quá ngắn nhân tài do mình bồi dưỡng chưa phát triển mời chào người bên ngoài lại có hạn cho dù là lục phiến môn cũng giống như vậy không thiếu tài nguyên tu luyện chỉ thiếu người mà thôi lục phiến môn giang nam đạo lại không cần lo lắng điểm này Tô tính còn ở lục phiến môn giang nam đạo đã vô cùng cường thế, cũng triệt để đánh đi ra uy danh lục phiến môn giang nam đạo, dẫn tới rất nhiều tán tu sinh lòng hướng tới. Hơn nữa lục phiến môn giang nam đạo hợp nhất mời chào những đạo phỉ tội ác tày trời, những người khác càng không thành vấn đề. Kỳ thật muốn gia nhập lục phiến môn rất đơn giản, không quản ngươi là chính đạo ma đạo hay tội ác tày trời, muốn trở thành người lục phiến môn giang nam đạo, đầu tiên là phục tùng, thứ hai là phục tùng, Thứ ba vẫn là phục tùng. Chỉ cần ngươi có thể cam đoan ba điểm này, lục phiến môn giang nam đạo trực tiếp không hỏi quá khứ, đều mời chào tất cả mọi người. Cho nên thực lực lục phiến môn giang nam đạo mấy năm qua còn mạnh hơn lúc Tô Tín còn tọa trấn vài lần, thậm chí còn có hai tán tu hóa thần cảnh đến đây đầu nhập vào, đương nhiên bọn họ trên danh nghĩa dùng thân phận bộ đầu dự bị. Chỉ là lấy tiền làm việc, tương đương với khách khanh và môn khách của thế gia tông môn quyền thế lục phiến môn giang nam đạo rất lớn, một ít hiện tượng tranh quyền đoạt lợi xuất hiện những thủ hạ của tô tín lý phôi cùng hoàng bỉnh thành không cần lo lắng bọn họ đều là tâm phúc trong tâm phúc của tô tín cho dù đến vị trí nào tô tín cũng sẽ không ném bọn họ cho nên hai người bọn họ càng không có hứng thú tranh quyền đoạt lợi cấp thấp hoàng bỉnh thành có đầu óc lý phôi có thực lực hai người bọn họ là phụ tá đắc lực của tô tín còn sợ thiếu quyền lực sao chân chính có vài phần manh mối tranh quyền đoạt lợi lại là bốn người lục tục trong đám người lục tục triệu nhất minh yêu thích khổ tu tính cách của hắn cùng loại với lý phôi truy cầu lực lượng cường đại cho nên phương diện tranh quyền đoạt lợi kém một chút nhưng thủ hạ dưới tay hắn cần thêm quyền lực cho nên có nhiều thứ triệu nhất minh vẫn phải tranh hắn đã có thực lực nửa bước nguyên thần cảnh trên con đường võ đạo được lý phôi đề điểm qua rất nhiều sau khi lý phôi bế quan thì hắn có cảm ngộ hắn cũng lười quản tục sự cho nên hiện tại hắn tạm thời liên hệ với lục tục giao thủ hạ dưới tay cho lục tục quản lý. Thiên phú võ đạo của lục tục kém triệu nhất minh một bậc. Hắn sống trong thế gia lục phiến môn, hắn hiểu rất rõ một ít môn đạo trong lục phiến môn, sau khi liên hợp lực lượng thủ hạ triệu nhất minh, hắn có thực lực mạnh nhất trong lục phiến môn giang nam đạo. Tối cường phản phái hệ thống phong thất nguyệt. Chương 1045, đang hỏa kiếm các ninh gia một lục tục liên hợp với triệu nhất minh còn lại hai người cao trường thanh và lưu hạo tự nhiên cũng kết thành liên minh lưu hạo với tư cách lão nhân dưới trướng tô tính thực lực nằm ở dòng giữa bản thân hắn cũng yêu thích sống phóng túng nhưng có một điểm không thể phủ nhận hắn có tư lịch cao trường thanh là thủ hạ tự mình tô tính mời chào cũng sớm có thực lực nửa bước nguyên thần cảnh đoán chừng không bao lâu sẽ đột phá nguyên thần cảnh cho nên hắn không thiếu thực lực hắn chỉ thiếu tư lịch. Dù sao lúc trước hắn đi vào Giang Nam Đạo, Tô Tín cũng đã rời khỏi Giang Nam Đạo. Cho dù đến bây giờ có không ít người vẫn xem hắn như người ngoài. Cho nên chỉ có liên hợp với Lưu Hạo, hai người bọn họ mới có thể chống lại lục tục cùng Triệu Nhất Minh. Nhưng mấy người bọn họ tranh quyền đoạt lợi thì tranh quyền đoạt lợi, nhưng bốn người vẫn không phải những kẻ tầm mắt hạn hẹp. Luận cảm tình, trừ cao trường thanh, ba người bọn họ xem như cùng chung hoạn nạn. Lúc trước Tô Tín bị Giang Hạc lưu đẩy vào địa phủ, cả lục phiến môn Giang Nam Đạo đều rơi vào trong tay dũng tịch, khi đó ba người bọn họ và Lý Phôi còn có Hoàng Bỉnh Thành giúp nhau chống đỡ đến hôm nay. Mặc dù nói chung phú quý khó, chung hoạn nạn càng khó, nhưng bọn họ cũng sẽ không bởi vì một ít mâu thuẫn nhỏ hiện tại mà vứt bỏ tình nghĩa trước kia không quan tâm tới. huống chi bọn họ không phải người ngu, Tô Tín có uy nghiêm vô thượng tại lục phiến môn Giang Nam Đạo, nếu như bọn họ ai dám làm quá phận, tôi tính nói một câu sẽ làm kẻ đó vạn kiếp bất phục. Bọn họ tranh quyền đoạt lợi không thể nói thành tham luyến quyền thế, còn không bằng nói bị Thủ Hạ ép. Dù sao người trong giang hồ thân không thuộc về mình, tuy quan hệ giữa bọn họ không tệ nhưng cũng không phải thân huynh đệ, có nhiều thứ bọn họ không muốn tranh giành. Thủ Hạ cũng muốn bọn họ tranh giành. Người không tranh giành thì cho người khác, Thủ Hạ dưới trướng ngươi nội bộ lục đục, đến cuối cùng bị hại là mình cho nên có nhiều thứ nên tranh giành bọn họ vẫn phải đi tranh giành chỉ có điều bọn họ nắm giữ mức độ rất tốt sẽ không vạch mặt đặc biệt hiện tại tô tính hạ đạt mệnh lệnh bọn họ cũng buông mờ ám ngày xưa liên hợp với nhau hoàn thành nhiệm vụ tô tính bàn giao lưu hạo nhìn qua tin tức tô tính giao cho bọn họ đang nằm trên mặt bàn có chút ngồi không yên những người nơi đây đều như vậy hắn chính là đức hạnh như vậy tất cả mọi người đã quen cũng chỉ có lý phôi có mặt thì hắn mới thu liễm một ít một chật chật ta nói các vị rốt cuộc đang hỏa kiếm các ninh gia có địa vị gì các vị có chú ý hay không hai tô đại nhân tại thành thịnh kinh tự mình hạ lệnh muốn đồ vật trong tay bọn họ thật không đơn giản nha lục tục trầm giọng nói một có chút ấn tượng gia tộc này rất ít xuất đầu trong gian nam đạo ngày bình thường chỉ luyện đang đúc kiếm cũng không phát sinh xung đột với thế lực chung quanh hơn nữa bọn họ cũng không tham dự vào việc tranh đoạt địa bàn cho nên cũng không có ai đến trêu chọc bọn họ một bánh bao có thịt không có xương ngươi đừng nhìn gia tộc này ít xuất đầu kỳ thật trong gia tộc bọn họ có không ít cường giả có tới ba người là hóa thần cảnh mọi người gật đầu có ba tên hóa thần cảnh thì không tính là yếu đại bộ phận tông môn nhị lưu trong giang nam đạo cũng chỉ có một hóa thần cảnh mà thôi thậm chí đang hỏa kiếm các ninh gia có tới ba người việc này rất khó lường. Cao Trường Thanh cười cười nói, một kỳ thật mặc kệ đối phương là có địa vị gì, chỉ cần là chuyện Tô Đại Nhân phân phó thì chúng ta sẽ toàn lực đi làm. Đối với sinh hoạt của mình tại Giang Nam Đạo, Cao Trường Thanh xem như tương đối hài lòng. Dù sao hắn hiện tại là một trong các phó tổng bộ đầu Giang Nam Đạo, quy chấn một phương, thời điểm còn là tán tu lang thang sau lưng sư phụ, hiện tại đã tốt hơn rất nhiều hơn nữa sau khi gia nhập lục phiến môn thì hắn mới biết cái gì gọi là lưng dựa đại thụ hứng bóng mát trước kia hắn bị người bích huyết thanh sơn đường ngấp nghé binh khí trong tay cho nên giận dữ chém giết đối phương cuối cùng dẫn tới cả bích huyết thanh sơn đường ra mặt đuổi giết hắn hắn khi đó quả thật như chó nhà có tan hiện tại lưng dựa lục phiến môn những tông môn võ lâm giang nam đạo biết rõ thân phận của hắn cũng sẽ khách khí với hắn không dám có nửa phần bất kính cho nên đối với tô tính trong nội tâm cao trường thanh càng cảm kích nhiều hơn hơn nữa hắn khác với đám người lục tục sư phụ của hắn là đại tấn trấn nam tướng quân tưởng phi túng đây chính là cường giả dung thần cảnh hàng thật giá thật tưởng phi túng lưu lạc giang hồ mới thu hắn làm đồ đệ cũng chứng minh thiên phú cao trường thanh hắn có thể lọt vào mắt cường giả dung thần cảnh đối với hóa thần cảnh cao trường thanh đã mò ra đường cảnh giới này không thể hạn chế hắn Tô Tính hiện tại đã có thể chém giết cường giả dung thần cảnh, đứng vị trí 48 địa bản. Cho nên hắn càng phải cần cù tu luyện mới được. Bằng không hắn không theo kịp bước chân của Tô Tính, có lẽ Tô Tính sẽ cho bọn họ trấn thủ một phương nhưng lại vĩnh viễn không dẫn bọn họ theo bên người. Một bước theo không kịp, rất có thể sẽ từng bước theo không kịp. Tất cả mọi người trong phòng nghị sự thảo luận chuyện này, lúc này lại có người cảm giác có gió lạnh thổi qua, mọi người vô ý thức nhìn sang chủ vị, chẳng biết lúc nào Lý Phôi đã ngồi ở chỗ đó. Tối cường phản phái hệ thống phong thất nguyệt. Chương 1046, Đàn Họa Kiếm Các Ninh Gia, Hai, tay hắn hơi động, mọi người căn bản không phát hiện hắn lấy chén trà thế nào, nhưng chén trà lại xuất hiện trong tay hắn, cảnh tượng cực kỳ thần dị. Trong lòng mọi người đều rùng mình, lý phôi xuất hiện ở chỗ này như vậy chứng minh hắn đã thành công đột phá hóa thần cảnh tất cả mọi người đứng lên chắp tay nói chúc mừng lý đại nhân thành công đột phá hóa thần cảnh cùng tu tịch tà kiếm phổ cùng quỳ hoa bảo điển tốc độ lý phôi đã khủng bố đến mức không thuộc về phạm trù nhân loại hơn nữa bởi vì tu hành hai chủng công pháp lực lượng trong cơ thể lý phôi cực kỳ nội liễm giống như một cái hố sâu biểu hiện ra ra ngoài không nhìn thấy cái gì nhưng kỳ thật lực lượng bên trong khủng bố kinh người. Hơn nữa sau khi đến hóa thần cảnh, Lý Phôi đã nắm giữ tịch tà kiếm pháp và quỳ hoa bảo điển, khí tức bản thân hắn càng âm trầm. Nếu không phải bốn người nơi đây quen thuộc với hắn, sợ rằng sẽ phải run rẩy rung mình. Lý Phôi nói, đều ngồi đi, đại nhân giao nhiệm vụ cho chúng ta, các ngươi cũng biết, lập tức thông tri ôn gia chủ ôn minh ngự và các võ giả hóa thần cảnh đầu nhập vào lục phiến môn chúng ta, còn có hai vị bộ đầu danh dự Dương Nguyên Uy, Trần Hán Thanh đến đây. Một, các ngươi tập kết tất cả lực lượng dưới trướng, nhất định phải trong vòng một ngày đồng thủ với đan hỏa kiếm các ninh gia, nhớ kỹ, không được lộ ra chút âm thanh nào. Tất cả mọi người gật đầu xác nhận, Lý Phôi làm việc lôi lệ phong hành, chỉ cần là chuyện tô tính phân phó, hắn nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành tốt nhất. Lúc này đan hỏa kiếm các còn không biết bọn họ đang bị tồn tại khủng bố nhìn chằm chằm vào, bọn họ lúc này đang trải qua sinh hoạt vô ưu vô lo. So sánh với các thế gia lục đục với nhau, sinh hoạt trong đan hỏa kiếm các thật sự xem như vô ưu vô lo. Đan hỏa kiếm các luyện đang đúc kiếm, tự cấp tự túc, bọn họ cũng không muốn đi tranh đoạt địa bàn và lợi ích, cả đan hỏa kiếm các không có một môn khách. Lúc này trong đan hỏa kiếm các, một lão giả hóa thần cảnh đang đánh giá kiếm gãy hình rồng, thỉnh thoảng vuốt ve thanh kiếm nhưng bất đắc dĩ lắc đầu đang hỏa kiếm các ninh gia có ba hóa thần cảnh ninh thành hiến hắn là người lớn tuổi nhất cũng là lão tổ ninh gia hiện tại lúc này một người trung niên đẩy cửa tiến vào hắn cũng có được thực lực hóa thần cảnh chính là ninh gia chủ đương thời ninh thế hằng nhìn thấy ninh thành hiến còn đang quan sát thanh kiếm gãy ninh thế hằng nói một phụ thân thanh kiếm gãy này truyền thừa trong ninh gia lâu như vậy chỉ sợ bản thân nó chỉ là một thanh phế kiếm mà thôi ngài còn nghiên cứu nó làm gì Đối với ninh gia bọn họ truyền thừa thanh kiếm này, ninh thế hằng cũng quan sát qua, nhưng thật sự không có nhìn ra thanh kiếm này có gì trân quý. Ninh gia bọn họ cũng đúc kiếm, tự nhiên có thể nhìn ra thanh kiếm gãy này không phải giao thủ với người ta bị chém gãy, mà là trình tự đúc kiếm xảy ra sai lầm cho nên làm cho thân kiếm bị gãy. Dưới loại tình huống này thanh kiếm đã bị phế, toàn bộ trận pháp bố trí bên trong mất đi hiệu lực. Hàng lại lần nữa cũng vô dụng giá trị duy nhất của thanh kiếm này dùng làm tài liệu không tệ, dung luyện lần nữa cũng đáng vài đồng. Lão tổ ninh gia lắc lắc đầu nói, một thế hằng, ngươi nên biết truyền thuyết ninh gia chúng ta, thanh kiếm gãy này ẩn chứa bí mật lớn, chỉ cần chúng ta có thể tìm được, không nói bí mật có thể giúp ninh gia chúng ta trở thành võ lâm chí tôn, nhưng tối thiểu có thể giúp ninh gia sừng sững ở đỉnh phong võ lâm. Hai, hiện tại ninh gia chúng ta an phận ở một góc, nhìn như an tường, nhưng trời có gió mây thất thường, vạn nhất ninh gia chúng ta gặp phải tai nạn gì đó thanh kiếm gãy này chính là hy vọng tương lai của ninh gia chúng ta ninh thế hằng gật đầu đồng ý nhưng trong lòng lại không cho là đúng lúc trước hắn nghe tin tức này đã hưng phấn không thôi dù sao ninh gia bọn họ biểu hiện rất nhạt nhòa nhưng vấn đề là hắn không muốn nhạt nhòa muốn tranh phong cùng thế lực võ lâm giang nam đạo nhưng đáng tiếc bọn họ không có thực lực đó ninh gia ngày xưa đã từng huy hoàng qua tổ huấn ninh gia bọn họ bảo bọn họ trước khi có thực lực không nên xuất đầu, an an ổn ổn an phận ở một góc. Cho nên ninh thế hằng từng lật xem tất cả điển tịch truyền thừa của ninh gia một lần, kết quả lại không tìm ra bí mật ẩn chứa trong kiếm gãy. Dần già hắn liền triệt để buông tha suy nghĩ này, không nghĩ tới phụ thân hắn vẫn xem truyền thuyết này là thật. Nhìn thấy ninh thế hằng không cho là đúng, lão tổ ninh gia cũng không có nói thêm cái gì. Hắn chỉ sợ hậu nhân quên đi tổ huấn của tổ tiên mà thôi hắn tin tưởng tổ tiên đã lưu lại truyền thuyết như vậy vậy thì khẳng định không phải không có lửa thì sao có khói trong đó chắc chắn có ẩn chứa bí mật chẳng qua hậu nhân ngu dốt không có phát hiện mà thôi thế hệ bọn họ không phát hiện cái gì chỉ cần truyền lưu truyền thuyết này nói không chừng đến đời nào đó của ninh gia sẽ phát hiện bí mật trong đó một đúng rồi ngươi tìm ta có chuyện gì sao lão tổ ninh gia hỏi ninh thế hằng nói Hai, Phong Nhi đã tấn chức hóa thần cảnh, cũng nên tiến hành hôn lễ giữa hắn và Ninh Phỉ, ta tới tìm phụ thân thương lượng chuyện của hai người bọn họ. Tối cường phản phái hệ thống phong thất nguyệt. Chương 1047, mượn một món đồ, một, đang hỏa kiếm các ninh gia thế hệ này có thực lực cũng không yếu, nhi tử ninh thế hằng chính là thiếu chủ ninh gia ninh phong năm nay mới ba mươi mấy tuổi cũng đã đột phá đến hóa thần cảnh hoàn toàn không kém gì những người trên nhân bản chỉ có điều bởi vì ninh phong từ nhỏ tu luyện trong đan họa kiếm cát rất ít đi ra ngoài lưu lạc giang hồ thậm chí còn chưa ra khỏi giang nam đạo cho nên danh tiếng không hiện dòng chính và bàn chi ninh gia không phân rõ ràng giống như các thế gia khác hôn ước của ninh phong đã sớm xác định chính là biểu mùi ninh phỉ từ nhỏ lớn lên với ninh phong chỉ có điều thiên phú ninh phong không tồi ninh thế hằng sợ hãi chậm trễ tu luyện của hắn cho nên kéo tới bây giờ hiện tại ninh phong tu luyện tới hóa thần cảnh võ công đại thành cũng là thời điểm nên kết hôn lão tổ ninh gia gật đầu nói một chọn ngày hoàng đạo đi hai hài tử chịu đựng nhiều năm như thế cũng nên kết hôn rồi ninh thế hằng gật đầu quay người đi an bài ninh gia cắm rễ ở nơi này mấy ngàn năm toàn bộ đang họa kiếm các đều là non xanh nước biếc chung quanh ninh gia được một sơn cốc dài hẹp vây quanh chung quanh có thể gieo trồng một ít thảo dược quý trọng ninh gia luyện đang sử dụng dược thảo do chính bọn họ gieo trồng rất ít khi mua sắm từ bên ngoài mặt phía nam sơn cốc ánh mặt trời có thể chiếu thẳng vào giữa sơn cốc mặt phía bắc có một thác nước nhỏ dòng nước thanh tịnh chảy vào trong ninh gia dùng nước này đúc kiếm Giữa dược viên ninh gia có một thanh niên tướng mạo thanh tú tuấn giật đang cầm cổ kiếm phong cách cổ sư luyện kiếm. Hắn xuất kiếm rất chậm, nhưng mỗi một chiêu đều làm vạn vật lưu chuyển theo. Hắn không phải luyện kiếm pháp, mà là kiếm pháp này bày ra kiếm ý. Hắn lúc này cảm thấy sau lưng có người đi tới, trên mặt tuấn tú lộ ra nụ cười, động tác vung kiếm trong tay chậm lại. Lúc này có bàn tay nhỏ bé che mắt hắn. Giọng nói thanh thúy như chim sơn ca vang lên, đoán xem ta là ai. Người trẻ tuổi bất đắc dĩ kéo tay che mắt xuống, nói, phỉ nhi, đừng làm rộn. Ninh Phong xoay đầu lại, sau lưng là nữ tử xinh đẹp hơn 20 tuổi mặc sa y màu hồng, gương mặt như vẻ, thanh tú động lòng người. Ninh Phỉ nhíu nhíu cái mũi đáng yêu, bất mãn nói, Phong ca ngươi thật không thú vị, ta cố ý tới đây báo cho ngươi tin tức tốt. Ninh Phong cười cười nói, tin tức tốt gì? Ninh Phỉ cố ý làm ra dáng vẻ thần bí câu dẫn lòng hiếu kỳ của Ninh Phong, lúc này mới nói một bổn tiểu thư sắp gả cho ngươi có vui hay không có mừng hay không ninh phong sủng nịch bóp mũi của nàng nói hai đại cô nương lại chủ động tìm ta nói chuyện e thẹn như vậy sao ninh phỉ hư nhẹ một tiếng nói một các ngươi không nóng nảy ta không chờ được chờ nữa ta sẽ thành gái lỡ thì khi đó làm sao lập gia đình ninh phong ông ninh phỉ nói một yên tâm đi phỉ nhi có thành lão thái bà thì ta cũng cưới ngươi Hai, chán ghét. Người mới là lão thái bà đấy. Hai người trẻ tuổi vừa đùa giỡn vừa quay lại Ninh gia, nhìn ngoài sơn cốc Ninh gia lúc này, mấy trăm tên bộ khoái bộ đầu lục phiến môn lại triệt để vây quanh nơi này, tạo thành xu thế áp đảo. Lục Tục chỉ vào sơn cốc trước mặt và nói, "Một nơi này là nơi đóng quân của Ninh gia." Phạm vi hơn 10 dặm không có thế lực nào khác. Lý Phôi gật đầu nói, "Một phong cảnh không tệ a, à, chỉ hy vọng người Ninh gia sẽ thức thời." đến lúc đó mọi người đều vui vẻ, tô đại nhân cũng dùng ít sức, không nên dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, khi đó tất cả mọi người đều có phiền toái. Lục Tục đứng bên cạnh Lý Phôi lại có một cảm giác, dường như Lý Phôi lúc này không phải Lý Phôi, mà là tô tín ngày xưa. Trong những người ở nơi đây ngày xưa, Lý Phôi là người theo tô tín lâu nhất, kể cả hắn có thành tựu hôm nay cũng là một tay tô tín bồi dưỡng. Có thể nói nếu không có tô tín, Lý Phôi hôm nay chỉ là thủ lĩnh tiểu bang phái một thường ninh phủ, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, ít ngồi đáy giếng khó thành châu báu. Cho nên nói trong nội tâm lý phôi, cái mạng này là tô tính cho, trong mắt của hắn chỉ có mệnh lệnh của tô tính mới là mệnh lệnh, triều đình và lục phiến môn đều là cái rắm. Thậm chí phong cách hành sự hiện tại, Lý Phôi cũng bắt đầu vô ý thức bắt chước Tô Tín, làm cho lục tục cảm thán Lý Phôi có thể trở thành tâm phúc của Tô Tín cũng không phải bởi vì hắn từ sớm nhất đã đi theo Tô Tín, mà là hắn thật sự bán cái mạng của mình cho Tô Tín. Mặc dù lục tục rất trung tâm với Tô Tín, nhưng hắn tự nhận mình không thể làm tới trình độ của Lý Phôi. Tối cường phản phái hệ thống phong thất nguyệt. Chương 1048: Mượn một món đồ, hai, một đám bộ khoái bộ đầu lục phiến môn trực tiếp tiến vào cửa ra vào phía nam của Ninh gia, vây quanh trước cổng chính Ninh gia đám người lý phôi làm ra động tỉnh lớn như thế người ninh gia cũng không phải mù lòa và điếc đương nhiên bọn họ cũng phát giác được vừa nghe đến tin tức này lão tổ ninh gia cùng ninh thế hằng cau mày bọn họ không rõ vì cái gì người lục phiến môn lại nhắm vào mình ninh gia bọn họ không tranh quyền thế cũng không có chút quan hệ gì với triều đình cho dù tô tính ngày xưa nhất lên gió tanh mưa máu tại giang nam đạo cũng không có gây phiền toái cho bọn họ hiện tại những người lục phiến môn kia tới đây làm gì? Trên mặt lão tổ ninh gia cùng ninh thế hằng lộ ra vẻ u sầu. Đương nhiên bọn họ biết uy thế lục phiến môn giang nam đạo, hiện tại tiêu gia không muốn ra mặt, ba thế lực nhất lưu giang nam đạo chủ động nhượng bộ trước mặt tô tính, có thể nói những người lục phiến môn giang nam đạo bây giờ là tồn tại không ai trong giang nam đạo dám trêu chọc, cũng không có người nào có tư cách trêu chọc. Lão tổ ninh gia và ninh thế hằng dẫn người đi ra, cách thật xa liền ông quyền nói, một, không biết Lý Đại Nhân và các vị đại nhân lục phiến môn tới Ninh Gia Trận làm chuyện gì. Hai, Ninh Gia ta cho tới nay vẫn tuân theo kỷ luật, chưa từng có nửa điểm vượt qua, không biết Lý Đại Nhân có ý gì. Đương nhiên hắn biết rõ Lý Phôi là tay sai thủ hạ số một của Tô Tính tại lục phiến môn Giang Nam Đạo, làm người tâm ngoan thủ lạc, lãnh huyết vô tình. Thời điểm Tô Tính rời đi do hắn làm quyền tổng bộ đầu Giang Nam Đạo bây giờ nhìn khí tức trên người của hắn đạt tới hóa thần cảnh chắc hẳn không lâu sau hắn sẽ trở thành tổng bộ đầu gian nam đạo chính thức người này không phải kẻ dễ chọc cho nên lão tổ ninh gia nói chuyện với hắn vô cùng cẩn thận trên gương mặt cứng ngắc của lý phôi nặng ra nụ cười thản nhiên nói một rất đơn giản tại hạ muốn mượn ninh gia chủ một món đồ hai là cái gì trong nội tâm lão tổ ninh gia chấn động mạnh một cảm giác không ổn tự nhiên sinh ra là thanh kiếm gãy tổ truyền của ninh gia các ngươi sắc mặt lão tổ ninh gia lập tức thay đổi tại sao lý phôi biết chuyện kiếm gãy phải biết rằng rất nhiều người cũng biết chuyện ninh gia bọn họ có một thanh kiếm gãy ninh gia cũng không có tận lực giấu giếm nhưng ninh gia chỉ đối ngoại nói rằng kiếm gãy là thủy tổ gia tộc bắt đầu đúc kiếm rèn ra thanh phế kiếm đầu tiên cũng không phải thứ trân quý gì chẳng qua lưu nó lại làm kỷ niệm cũng nhắc nhở hậu nhân mà thôi một trong các chủ nghiệp của ninja là đúc kiếm, cho nên nhiều năm qua không có người nào hoài nghi. Đồng thời nhiều năm qua có không ít người muốn xem kiếm gãy, mọi người cũng cũng biết thanh kiếm gãy cũng không có gì thần dị, cao lắm chỉ có tài liệu tốt mà thôi, dần dần vấn đề này không còn ai chú ý tới. Kết quả hiện tại Lý Phôi mở miệng liền muốn kiếm gãy tổ truyền của ninja, hiển nhiên đã phát hiện điểm kỳ dị trong đó, nói không chừng bí mật trong truyền thuyết ninja cũng bị đối phương phát hiện kết quả là lão tổ ninh gia lập tức làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ nói một lý đại nhân không phải ta không cho mượn mà là thứ này ngài cầm vô dụng nó chỉ là kiếm gãy thủy tổ ninh gia lưu lại dùng để nhắc nhở hậu nhân nếu ngài thật sự muốn một thanh kiếm tốt ta tự mình ra tay rèn cho ngài một thanh ngài thấy thế nào lý phôi lắc lắc đầu nói ta muốn kiếm gãy tổ truyền của ninh gia lão tổ ninh gia và ninh thế hằng biến sắc này lý phôi giống như hiểu biết chính xác đạo cái thanh này kiếm gãy chính giữa ẩn tàng che giấu nếu không hắn thái độ không hội kiên quyết như thế hôm nay tràng diện cũng sẽ không biết náo lớn như vậy lúc này hai người ninh phong và ninh phỉ đã từ dược điền quay về nhìn thấy tràng diện dương cung bạc kiếm trước mặt sắc mặt hai người thay đổi ninh phong kéo ninh phỉ về phía sau đứng bên người ninh thế hằng truyền âm hỏi phụ thân xảy ra chuyện gì sắc mặt ninh thế hằng ngưng trọng trả lời một lục phiến môn muốn kiếm gãy tổ truyền ninh gia chúng ta nghe được ninh thế hằng nói như vậy ninh phong cũng biến sắc hắn khác với phụ thân ninh thế hằng hắn tin tưởng lời đồn kiếm gãy ninh gia không nghi ngờ dù sao hắn còn trẻ tuổi vẫn còn nhuệ khí hy vọng ninh gia bọn họ có một ngày có thể nhất phi trùng thiên cũng không thể bình thường giống như bây giờ hắn xem ra lý phôi muốn mượn kiếm gãy ninh gia của bọn họ rõ ràng là muốn đoạn tuyệt cơ hội nhất phi trùng thiên của ninh gia trong tương lai, bọn họ tuyệt đối không thể đáp ứng. Lý Phôi nhìn ninh thế hằng, mặt không biểu tình nói, một ninh gia chủ, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, một đời tuổi trẻ của ninh gia các ngươi rất xuất sắc, nếu hiện tại chết non thì rất đáng tiếc. Hai, thanh kiếm gãy trong tay ninh gia các ngươi chỉ có thể là phế vật, giao cho ta, ta dẫn người rời đi, nếu không hậu quả ngươi nên biết ba đại nhân nhà ta có thói quen chỉ nói ba lần có một số việc ta nói ba lần ngươi vẫn không làm theo đó là không cho ta mặt mũi chính là đánh vào mặt ta bốn ta là người tính tình nóng vội vừa rồi ta đã nói hai lần hiện tại ta hỏi ngươi lần thứ ba kiếm gãy này rốt cuộc ninh gia các ngươi cho mượn hay không cho mượn trong mắt người ninh gia lộ ra vẻ hoảng sợ đương nhiên bọn họ biết rõ lý phôi nói đại nhân kia là ai chính là tô tín nhất lên gió tanh mưa máu trong giang nam đạo lúc trước tô tín đồ tông diệt môn tại giang nam đạo giết người vô số cho dù không có lan đến gần ninh gia nhưng mọi người ninh gia vẫn nghe qua uy danh của hắn ngay cả ba thế lực nhất lưu cũng phải tránh lui trước mặt hắn khi đó tô tín mới vừa tấn chức hóa thần mà thôi hiện tại tô tín khủng bố có thể nghĩ nếu như hôm nay đổi tô tín đứng trước mặt bọn họ đoán chừng bọn họ thậm chí không có dũng khí nói chữ không. Tối cường phản phái hệ thống phong thất nguyệt. Chương 1049, Diệt Môn, một Thái độ của Lý Phôi vô cùng cường thế, quả thực không xem ninh gia ra gì. Nhưng hiện tại người ta mạnh hơn, ninh gia bọn họ không muốn giao kiếm gãy, nhưng nhìn thấy thái độ của Lý Phôi hiện tại rõ ràng chính là không giao kiếm gãy thì các ngươi giao mạng ra. Ninh Thế Hằng đã muốn nhả ra. Trong ba người ninh gia, hắn là người xì mũi xem thường truyền thuyết kiếm gãy nhất. Hiện tại Lý Phôi đưa ra yêu cầu kiếm gãy, chứng minh kiếm gãy này vô cùng thần dị, nhưng hắn vẫn không muốn vì một thứ hư vô mờ mịt mà đặt cược tất cả tính mạng người ninh gia, Lý Phôi muốn, cứ cho hắn là được. Vào lúc này Ninh Phong lại lạnh lùng mở miệng nói, Lý Đại Nhân, ngươi cũng không nên làm quá phận ninh gia ta được xưng đang hỏa kiếm cát thuật luyện đang cũng là nhất tuyệt những năm gần đây chúng ta cũng cung cấp một ít đang dược cho tiêu gia hiện tại ngươi muốn đụng đến ninh gia chúng ta có từng suy nghĩ ý tứ của tiêu gia hay không huống chi tiêu gia cũng biết rõ bí mật trong kiếm gãy của ninh gia những bí mật này được ghi chép trong một ít điển tịch ninh gia chỉ có điều hậu nhân ngu dốt không có phát hiện mà thôi nếu lục phiến môn các ngươi từng bước ép sát ninh gia ta dứt khoát phái người giao những điển tịch và kiếm gãy cho tiêu gia khi đó lục phiến môn các ngươi không chiếm được cái gì cùng lắm cá chết lưới rách lão tổ ninh gia và ninh thế hằng đều bị lời của ninh phong y dọa kêu to một tiếng bọn họ ai cũng không nghĩ tới ninh phong lại nói ra những lời kịch liệt như thế kỳ thật đây mới là tính cách chân chính của ninh phong hắn ba mươi mấy tuổi cũng đã đột phá đến hóa thần cảnh tu vi bản thân không kém hơn cường giả nhân bản thế hệ tô tính ngày xưa cho nên vẻ ngoài hắn khiêm tốn hiểu lý lẽ cũng lạnh nhạt với mọi người nhưng kỳ thật cách xử sự của hắn rất cấp tiến hắn là thiếu chủ ninh gia mặc dù hiện tại không có cầm quyền nhưng đã có uy nghiêm gia chủ nghe hắn nói lời kịch liệt như thế một ít võ giả trẻ tuổi của ninh gia liên tục kêu to lý phôi dẫn theo người lục phiến môn tới tận nơi này đã làm bọn họ tức giận chẳng qua bởi vì có lão tổ ninh gia cùng ninh thế hằng áp chế nên bọn họ không công khai mở miệng mắng. Bây giờ nghe Ninh Phong nói lời này, bọn họ cảm giác vô cùng đáng nghiêng. Chỉ có điều trong mắt Lý Phôi lộ ra hàng ý càng ngày càng đậm. Trước kia Lý Phôi là thanh đao trong tay Tô Tín, Tô Tín bảo hắn giết ai thì hắn giết ai. Về sau Tô Tín rời đi, lục phiến môn giang nam đạo do hắn và Hoàng Bỉnh thành cộng đồng quản lý, cho nên hắn cũng biết bắt chước một ít thủ đoạn làm việc của tô tín dựa theo phong cách làm việc của hắn đối mặt loại tình huống này tô tín sẽ làm như thế nào rất đơn giản một chữ giết ta muốn cái gì ngươi không cho ta sẽ đoạt ngươi phản kháng ta liền giết đối mặt với một ít tồn tại mạnh hơn mình có thể dùng âm mưu quỷ kế tính kế tính tới tính lui nhưng đối mặt một ít tồn tại yếu hơn mình còn chơi trò này làm như vậy thuần túy là não tàn Hiện tại hiển nhiên thực lực ninh gia không bằng lục phiến môn giang nam đạo, còn tính toán cái gì chứ, cứ giết là được. Chuyện lần này phiền toái hơn so với lý phôi dự đoán một chút, bản thân hắn cũng không ưa thích suy nghĩ. Đối với hắn, trực tiếp rút kiếm xuất đao mới là thủ đoạn ít tốn sức nhất. Trong mắt lý phôi lộ ra nguy hiểm càng ngày càng đậm, một cá chết lưới rách. Ha ha, một con tôm cá nhảy nhét cũng muốn cá chết rách lưới sao? hai cũng không cần dùng tiêu gia tới dọa ta đại nhân nhà ta có mặt tiêu gia không dám xuất đầu hiện tại bọn họ cũng giống như thế ba nếu các ngươi không biết điều như vậy rất tốt ninh gia các ngươi cũng không cần phải tồn tại nữa vừa dứt lời lý phôi trực tiếp vung tay lên một đám bộ khoái lục phiến môn lập tức xung phong liều chết tiến lên sắc mặt ba người ninh gia thay đổi dùng thực lực ninh gia bây giờ đối chiến lục phiến môn chẳng khác gì bọ ngựa đá xe làm như vậy chính là đồ sát nghiêng về một phía thân thể lý phô giống như u linh trong nháy mắt đã biến mất không thấy gì nữa một bóng đen xuất hiện bên người lão tổ ninh gia hắn vừa định ngăn cản một tiếng phục rất nhỏ vang lên thời điểm đầu lâu của hắn bay lên cao hắn mới nhìn thấy đạo kiếm quan kia xuất hiện không riêng gì người ninh gia cho dù là người lục phiến môn giang nam đạo nhìn thấy cũng ngây ngốc tất cả mọi người chưa từng nhìn thấy thân pháp và kiếm nào nhanh như vậy đây quả thật là tốc độ vượt qua cực hạn lão tổ ninh gia đã đột phá đến hóa thần cảnh trên trăm năm lý phôi vừa mới đột phá hóa thần cảnh thậm chí hắn còn chưa củng cố tu vi bản thân kết quả bây giờ hắn dùng một kiếm chém giết lão tổ ninh gia loại lực lượng này làm người ta sợ hãi không nhỏ hai mắt ninh thế hằng đỏ thẫm hắn đã bất chấp phụ thân của mình bị lý phôi chém giết ninh gia nguy trong sớm tối hắn trực tiếp cắn chót lưỡi phun một ngụm máu tươi vào một tấm lệnh bài phong cách cổ xưa lý phôi cảm giác động tác của ninh thế hằng có một tia không đúng hắn muốn ngăn cản nhưng tốc độ của hắn không kịp tối cường phản phái hệ thống phong thất nguyệt chương một nghìn năm mươi diệt môn hai lúc máu tươi của ninh thế hằng dung nhập vào tấm lệnh bài nơi đóng quân cả ninh gia xuất hiện ánh sáng màu tím xanh bay lên cao trên mặt đất xuất hiện trận vân kỳ dị lý phôi cau mày trận pháp không có ai nghĩ tới phía dưới ninh gia lại tồn tại trận pháp lớn như vậy dù sao ninh gia là thượng cổ thế gia truyền thừa gần vạn năm vạn năm qua ninh gia chưa rời khỏi nơi này hiển nhiên tổ địa ninh gia có ý nghĩa tương đối đặc thù với ninh gia trận pháp của ninh gia trước mắt do thủy tổ bố trí làm đòn sát thủ cuối cùng cho ninh gia lôi đình đầy trời rơi xuống lý phôi huy kiếm chém ngang kiếm quan của hắn không bàn bạc đại khí như võ giả hóa thần cảnh khác ngược lại còn mang theo cảm giác âm u rất không ngờ lại dễ dàng xé rách lôi đình trận pháp ninh gia hơi yếu cao lắm chỉ có thể làm võ giả khí hại cảnh và linh khiếu cảnh bị thương không có biện pháp gì với võ giả thần cung cảnh thủy tổ ninh gia ngày xưa chính là võ giả dương thần cảnh đỉnh phong hắn lưu lại trận pháp tự nhiên không có khả năng chỉ có thể làm bị thương võ giả cảnh giới tiên thiên. Chỉ có điều trận pháp này chỉ có tác dụng trong thời gian hạn định, trừ một ít trận cơ dụng tài liệu đặc thù chế tác mà thành mới có thể vạn năm bất hủ. Đại bộ phận trận cơ trận pháp sẽ bị thời gian ăn mòn cho nên sinh ra biến hóa, tòa trận pháp của ninh gia hiện tại có thể sử dụng đã xem như không tệ. Ngay cả như vậy, tòa trận pháp này cũng ngăn cản chính thành lực lượng của lục phiến môn dù sao lục phiến môn giang nam đạo hiện tại cũng không có khả năng vừa ra tay đều là hóa thần cảnh võ đạo tông sư cùng võ giả thần cung cảnh lý phôi giết tới trước mặt đám người ninh thế hằng hắn lạnh lùng nói giết sạch tất cả người ninh gia chó gà không tha vừa rồi ninh phong dùng tiêu gia uy hiếp lý phôi nếu quả thật để tiêu gia ra tay sẽ có phiền toái tuy chuyện lục phiến môn diệt ninh gia không có khả năng giấu giếm được lý phôi còn muốn kéo dài một thời gian ngắn kéo dài tới lúc Tô Tính tự mình đến đây. Nếu không nửa đường có người tiêu gia nhúng tay, làm vậy sẽ mang phiền toái cho đại nhân. Ninh Thế Hằng rút trường kiếm bên hông ra, khí huyết quanh người bốc lên, vậy mà trực tiếp thiêu đốt tinh huyết. Hắn quay đầu nói với Ninh Phong, đi. Mang theo đồ của Ninh gia rời đi. Hắn chưa nói đi tới đâu, nhưng hắn tin tưởng dùng tâm trí Ninh Phong có lẽ sẽ hiểu ý của hắn. Hiện tại cả giang nam đạo có thể chọc được lục phiến môn giang nam đạo. Trừ Tiêu gia còn có ai khác sao? Ninh Phong đỏ mắt, vừa rồi Lý Phôi ra tay chém giết tổ phụ hắn, hắn đã nhìn thấy, cho dù phụ thân hắn thiêu đốt tinh huyết cũng không phải đối thủ của Lý Phôi. Thời điểm này cho dù bọn họ giao kiếm gãy ra cũng không kịp, Lý Phôi đã động sát cơ với Ninh gia. Lúc phụ thân mình gào thét, Ninh Phong cắn răng một cái, lôi kéo Ninh Phỉ bên cạnh trực tiếp rời đi. Ninh Phong không có trực tiếp đào tẩu, hắn ném kiếm gãy Ninh Gia vào trong túi giới tử. Ngay sau đó hắn lại nghĩ tới những thứ kia của Ninh Gia bọn họ chính là điển tịch, hắn cũng thu chúng và rời đi. Tuy Ninh Gia không tranh quyền thế, nhưng không phải trạng thái triệt để lánh đời giống như Tô Gia, bọn họ biết rõ quy củ và quy tắc ngầm trên giang hồ. Mình muốn đầu nhập vào tiêu gia, như thế nào cũng phải quan đầu danh trạng mới được, bằng không tiêu gia dựa vào cái gì thu lưu hắn. Thanh kiếm gãy của Ninja bọn họ bị Lục Phiến Môn Giang Nam Đạo ngấp nghé, còn có những điển tịch tổ truyền của Ninja mới là thứ hắn quan đầu danh trạng cho Tiêu gia. Thời điểm ninh Phong cắn răng dẫn theo ninh Phỉ chạy ra khỏi Ninja, cả Ninja đều bị người Lục Phiến Môn chém giết sạch sẽ, bởi vì trận cơ của trận pháp hao tổn nên vận hành một thời gian ngắn sẽ tự động mất đi hiệu lực. Dẫm lên một thi thể, sắc mặt cứng nhắc của Lý Phôi biến thành khó coi. Ninh gia chạy hai người nhưng lại mang kiếm gãy và điển tịch rời đi, hơn nữa đối phương còn có thể bỏ chạy tới tiêu gia, vấn đề này cũng có nguy hiểm bị tiêu gia biết rõ. Đây là việc đầu tiên sau khi tô tính rời khỏi lục phiến môn giang nam đạo phân phó hắn làm, kết quả lý phôi lại làm hư, tâm tình lý phôi rất không tốt. Mục đi thông tri mật thám lục phiến môn, toàn lực lùng bắt hai người kia, các ngươi cũng ra tay, do võ giả hóa thần cảnh dẫn đội. Trong hai người đầu tẩu có võ giả hóa thần cảnh, có khả năng lật thuyền trong mương. Những người khác nhìn ra tâm tình Lý Phôi lúc này thật không tốt, kết quả không ai dám chọc hắn, vội vàng dẫn người chuẩn bị lùng bắt hai người ninh gia. Mà lúc này Ninh Phong lại cổng Ninh Phỉ một đường tiến về tiêu gia, hoàn toàn không để ý nội lực hao tổn, trực tiếp bạo phát tốc độ nhanh nhất, cho dù thế nào cũng phải vứt bỏ người lục phiến môn sau lưng mới được. Cảm nhận được nước mắt Ninh Phỉ sau lưng chảy xuống thấm ướt áo, hai mắt ninh phong đỏ thẫm, hận không thể hiện tại trở lại dốc sức liều mạng với người lục phiến môn. Ninh gia chính mình từ trước đến nay không tranh quyền thế. Đối phương vì một truyền thuyết không xác định của ninh gia mà lấy mạng của bọn họ, trực tiếp diệt toàn bộ ninh gia, việc này làm nội tâm ninh phong sinh ra hận ý ngập trời. Một ngày sau ta nhất định sẽ đồ sát lục phiến môn giang nam đạo báo thù cho ninh gia. Ninh Phong gào thét, nhưng trong lòng đã bị hận ý và điên cuồng nhét đầy tối cường phản phái hệ thống phong thất nguyệt.